đi vào nội dung, chúng ta hãy ghé lại nhìn chữ si này để báo trước với quý vị những đề tài trong tương lai. Tất cả chúng ta nên khai triển và tiếp tục. Chữ C là một chữ rất hiếm của tiếng Hán, nó có nghĩa là cười nhưng mà không thấy dùng bao giờ cả trong tự điển tiếng Hán có chữ này, đề nghĩa là cười mà bình thường dùng chữ tiếu, không dùng chữ si. Quý vị có biết rằng chữ người của tiếng Việt Nam có một cái chữ mặt chữ viết là chữ hi ở bên dưới không? Si là cười và hi là người tức là mình biết ngay chữ cười và chữ người là hai cái chữ rất cơ bản của tiếng nói của chúng ta nó không thể là từ tiếng Trung Quốc xuống được vậy là cái chữ si mà cười của tiếng Trung Quốc và chữ hi là người này là hai chữ của phương Nam đưa lên đấy mà tiếng Hán họ dùng là thổ ngữ của một cái miền nào đó rồi họ bỏ đi họ không nói nữa cái mà đáng quan tâm hơn nữa là chúng ta thấy là chữ si là chữ cười bên trái nó là chữ khẩu là miệng bởi vì miệng cười thì biết bộ khẩu nhưng bên kia nó là cái chữ đặc biệt mình cần nhìn ngay bây giờ và chúng ta chỉ có giờ báo trước cho quý vị thôi còn cái chữ kia chữ hy là người cũng viết như vậy bên kia là bộ nhân còn lại chữ đó quý vị biết là gì không là chữ si vưu tên chữ đầu của cái tên si vưu si vưu là tên của một vị hung thần cổ trong thần thoại trung quốc chống lại với hoàng đế ông vua màu vàng là tổ tiên của trung quốc si vưu tương truyền là bị thua trận như là các thai thân, các tí to ở trong huyền thoại của bên Thích Khuê đó bị các vị thần đầy xuống địa ngục và vĩnh viễn trở thành ra một kẻ nội loạn chống lại thiên đình. Người hơ mông đó quý vị, hay là người mèo, người người miu họ vẫn còn nhận si là tổ cho đến ngày nay. Vậy mà chữ cười và chữ người lại viết có si trong đó. Một thằng người cười vào mặt tất cả các vị thần trên thượng giới và nổi loạn đứng lên chống lại cả một cái triều đình tự cho mình là vĩ đại nhất thiên hạ. Cái đó rõ ràng có những dây mơ rễ má lại còn chưa kể đến vấn đề người Hơ Mông vẫn thờ Sivu đến ngày hôm nay. Và thật ra Sivu cũng là con cháu của viêm đế thần nông tức là một vị mà trong quốc sử của chúng ta đã nhận làm tổ từ rất lâu và vẫn còn rất nhiều tranh cãi là có phải là hoàng đế là tổ của Trung Quốc một mình hay là cả hoàng đế lẫn viêm đế thần nông đều là tổ của Trung Quốc như họ đang nhận hoặc là như người Việt cổ mình vẫn thường hay nói Thần nông chỉ có thể là tổ tiên các dân tộc ở phương Nam nào thôi Nhưng mà sự tồn tại của chữ si là cười của chữ hi là người đi cộng chung với lại cái chữ si của si vu là cái điều chúng ta cần khai triển trong tương lai quý vị thấy rồi đó mình không ngờ trong tiếng trung quốc có những chữ này nếu chúng ta vứt chữ hán đi không bao giờ nhìn đến nữa thì chúng ta mất mọi cơ sở để có thể tìm lại được những nguồn cổ đã ghi lại trong cái thứ chữ tượng hình một nửa của họ thưa quý vị mình đi tiếp quý vị nhé bây giờ mình đi vào bài thơ của nguyễn du với một bản phóng tác được rồi đó lỗi dương à mình chú thích về lỗi dương lỗi không là lỗi phải quý vị lỗi là tiếng hán là cái cày dương tức là nằm ở phía dương ở trung quốc có rất nhiều địa danh có chữ dương hòa chữ âm chỉ có nghĩa là nó nằm ở bên phía mặt trời mọc của núi hay mặt trời lặn của núi hoặc là nằm ở phía đông của dòng sông hay phía tây của dòng sông hãy nằm bên này thì gọi là dương bên kia gọi là âm nó chỉ là một cái từ hay dùng trong địa danh thế thôi còn lỗi là cái cày là một cái vật dụng cụ làm nông nghiệp đây là một thành phố ở tỉnh hà nam của ở tỉnh hồ nam của trung quốc và chúng ta nhìn bản đồ đây thì chúng ta thấy là ở trên là Trường An đó quý vị, ở dưới là Lỗi Dương, tức là đỗ phủ là hồi đó là mất tại Lỗi Dương mà ông không có tiền đem chôn thành ra phải chôn tạm ở đó, đến 30 năm sau có đời cháu gọi bằng bằng ông đó mới đến cải táng mộ cho ông về lại được Trường An. Thành ra là trong suốt một thời gian dài nó có cái ngôi mộ của Đỗ Phủ ở thành Lỗi Dương Lúc mà xác ông về đến Trường An rồi Người ở Lỗi Dương vẫn còn để cái mộ của ông cũ ở đó để họ đến họ thờ Đến đời của Nguyễn Du thì cái mộ ấy đã vì là mộ, mộ, mộ giả không còn cốt nó nữa Cho nên là nó mất đi được rồi Nguyễn Du không có đi sứ đến Trường An được Nguyễn Du đi đến Bắc Kinh là kinh đô của của Mãn Thanh Nó xa khỏi Trường An rất nhiều cho nên là ông không về được Bản đồ ở đây chúng tôi có để lên hai điểm để quý vị thấy được cái độ cách xa giữa Trường An và và lỗi dương là đỗ phủ đã lưu lạc một đời người của mình như vậy đó và bây giờ chúng ta sẽ đọc cái bài thờ, bài thơ phóng tác để nhìn thấy được nhiều hơn à mà đến lỗi dương chúng ta lại có à, uh, 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 tượng của thái luân thái luân là một vị thái giám đã chế ra giấy quý vị đây là người đầu tiên làm ra giấy ở trên vườn uh, uh, quả địa cầu này và chúng ta có cái uh, huyền sử của bên uh, trung quốc nói là do vị thái giám này chế ra người phương tây bây giờ họ cũng công nhận điều đó đây là bức tranh hí họa vui của người mỹ vẽ ông, ông thái luân hay là thái luân vào dưới đề chữ là how clever don clever those chinese mấy ông ba tàu này sao mà hay quá vậy sao mà khôn quá vậy bây giờ thì mình đọc vào bài thơ được rồi đó một nắm mộ hờ đất lỗi dương bậc thầy muôn thuở của văn chương khúc giang bến nước khề khà rượu thu hứng rừng phong lắm tắm sương đây là những ý thơ của đỗ phủ mà mượn làm lại những câu thơ của nguyễn du như trong nguyên văn tiếng hán vậy lệ xót chi riêng người tộc hán ở Nguyên Văn thì Nguyễn Du nói là tôi thương ông không đợi phải là người cùng thời đại Chỉ có điều là không làm được gì cho nhau mà thôi Ở đây thì bản dịch có chuyển một ý là thương ông không đợi phải là người tàu mới thương ông Ông là một vĩ nhân của nhân loại Tôi là người xứ nào cũng có thể hiểu được ông và cảm thông được ông cả Nó không có biên giới của các dân tộc và cũng như không có biên giới thời gian Vóc gầy há bởi luật thơ đường cũng là một câu đối để đối lại và ý nguyên như câu kia Ông không phải khổ đến như vậy Ông bị rọc người như vậy là bị làm thơ không thôi đâu suối vàng đất lạnh càng ho dữ chết khỏi gặp người quỷ có thương ở đây bản dịch cố gắng tái tạo lại cho quý vị thấy được cái cái, cái sự độ mỉa mai của, của nguyễn du ông chết rồi bây giờ khỏi gặp loài người cái loài người đáng sợ mà làm cho ông đau khổ khi còn sống bao nhiêu năm đó ông xuống đó ông gặp quỷ nó có thương ông hơn được không Ông nằm dưới đó, ông có ho nhiều hơn không? Ở đây thì mình chuyển cái bệnh lắc đầu của Đỗ Phủ thành là bệnh ho để cho nó hợp vận câu thơ vậy thôi. Chúng ta tạm thời làm được bài thơ đầu tiên, bây giờ chúng ta đi vào bài thứ nhì. Bài này mới là quả bom 5 tấn về vấn đề tài mệnh tương đối của Nguyễn Du Tích Đỗ Phủ. Chúng ta đi sang bài 2. Mỗi độc nho quan đa ngộ thân, thiền niên nhất khóc đỗ lăng nhân, văn chương quang diệm thành hà dục, nam nữ thân ngâm bất khả văn cộng tiễn thi danh sư bách thế độc bi dị bực ký cô phần phiên chu giang thượng đã thu tứ trướng vọng lỗi dương nhật mộ vân chúng ta sẽ dịch nghĩa từng câu ngay bây giờ rồi mình mới tìm cái điển cố năm chữ nho quan đa ngộ thân là năm chữ vô cùng lớn và vô cùng sâu sắc của đỗ phủ chúng ta sẽ phải gác lại một tí bây giờ tạm thời đi vào nghĩa của từng câu mỗi lần đọc lại năm chữ mà ông từng viết năm xưa nho quan đa ngộ thân một nghìn năm đã trôi qua rồi mà tôi vẫn còn phải khóc một lần nữa vì người ngày xưa ở đất Đỗ Lăng, tức là Đỗ Phủ. Văn chương quang diệm thành hà dụng, nam nữ thân ngâm bất khả văn. Tức là ông có cái tiếng văn chương là, là sáng tỏ và như một ngọn lửa cháy rừng rực. Có được cái ích lợi gì cho ông đâu trong nhà ông cũng có đủ tiền mà nuôi con bốn chữ nam nữ thân ngâm là nguyên đỗ phủ biết là nam thân nữ ngâm là lúc bây giờ cái mùa đó là đỗ phủ chạy loạn mà đói con trong nhà kêu đói bố đêm lạnh mà không có áo mặc đủ vào rừng đào củ mài về cho con ăn mà không có không có dằn bụng nổi cho nó thì đứa con trai thì nó rên đứa đứa, đứa con gái thì nó khóc ư ử và đỗ, đỗ phủ gọi đùa là nam thân nữ ngâm là có nghĩa là thằng con trai thì là ư ử mà đứa con gái thì nó cũng rên thì nguyễn du đúc lại cái câu đối là nam nữ thân ngâm nam nữ đây do đó trong điển đỗ phủ không phải là nam nữ mà trai gái ngoài đời mà đứa con trai và đứa con gái của đỗ phủ là ông có mấy đứa và có một đứa chết đói trong những năm đó nam nữ thân ngâm bất khả văn con trong nhà nó kêu đói mình không thể nào ngồi nghe được mà mình vẫn phải nghe thế thì cái tài văn chương của mình có để làm gì khi cuộc đời nó hãm mình vào đường không có đủ tiền nuôi con như vậy cộng tiễn thi danh sư bách thế độc bi dị vực ký cô phần Mọi người cứ toàn là thèm thuồng cái tiếng ông là làm thơ hay Không ai biết nghĩ cái chuyện là ông phải khổ đến như thế nào Mà chết ở nơi mà xứ lạ quê người như vậy Phiên chu giang thượng đa thu tứ Trướng vọng lỗi dân ngược mộ vân Có nghĩa là một chiếc thuyền thả trên sông Bao nhiêu là cảm xúc của mùa thu đến Tôi đứng đây tôi nhìn lỗi dương Mà tôi thấy một bầu trời mây buổi chiều và nắng tà Thưa quý vị đã hết bài Như vậy thì chắc quý vị cũng sẽ lập tức câu hỏi Tôi không thấy trong bài thơ có ý mạnh đến như Vĩnh Lạc đã rào đón cho tôi biết Thế thì có thật là Nguyễn Du đã nói được gì không? Tất cả thưa quý vị có nằm trong năm chữ Nho quan đa ngộ thân Dịch tắc ngay lập tức là cái nón của nhà nho đội lên đầu là ngộ đây là lầm lỡ quý vị ngộ nhận đó là lầm hết một đời cái nón của nhà nho có nghĩa là tư cách làm kẻ sĩ có nghĩa là địa vị của thằng làm trí thức đó, câu đó nghĩa là câu mà Vĩnh Lạc đã dịch quý vị nghe nhiều lần dễ hiểu hơn. Làm thằng trí thức ở xứ này là kể như một đời đem vứt vào trong sọt rác. Nho quan, đa ngộ thân, những thằng đội mũ nhà nho lên đầu phân nhiều là lỡ làng hết cả một kiếp. Đó, câu Đỗ Phủ đã nói, nó hoàn toàn là điều Vĩnh Lạc nói mà gãy gọn hơn và dùng một hình tượng so sánh. Làm cho người ta có thể bị êm tai hơn Nhưng kỳ thực nghĩa nó vẫn y hệt như vậy nho quan đa ngộ thân đừng đầu thai làm thằng trí thức ở cái xứ tôi sống khốn nạn lắm bà con ạ. À.